Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft thời đại khủng long. Ở tập trước thì chúng ta đã hồi sinh được kha khá những cái giống loài mới ha. Và hiện tại thì mấy em vẫn đang chung sống rất là hòa thuận ở trong cái khu vườn này. Mình thấy như vậy cũng khá là vui. Và trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi khám phá phiêu lưu một xíu đi. Tại vì hôm qua mình đã ngồi ở nhà cả ngày để nghiên cứu về hóa thạch, nó hơi nhức nhức cái đầu rồi các bạn ạ. Phải xả chết thôi. À, mà chuyến này thì chúng ta sẽ đi phiêu lưu hơi xa xa một xíu đi nhờ. Thành thử ra là mình cần phải có một cái lộ trình cho nó hợp lý một xíu. Và cái lộ trình này sẽ được tạo ra bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng những cái cave tablet này. Hôm nay có dịp để dùng rồi các bạn ơi. À, ngoài ra thì mình sẽ cần thêm một ít mía để chúng ta đổi ra giấy. Ok, tầm 9 cái đi là dư sức rồi đó. Rồi, lên trên và nghiên cứu thôi các bạn ơi. À, mình sẽ ngồi ghế nghiên cứu cho nó dễ ha. Bước đầu tiên là mình sẽ cho cái cây tablet này vô trong. Đó, ôi dồi. Bây giờ cảm giác nó nhức nhức cái đầu bà con. Tự nhiên mình cũng thấy cái đầu nó hơi nhức nhức nha. Chưa gì mình thấy chữ toàn là chữ cổ không mà các bạn ơi. Và ở đây nó sẽ có cái bảng chữ cái á, mình sẽ hiển thị lên màn hình để các bạn có thể tham khảo qua. Đó, và nhiệm vụ của mình là mình sẽ đưa một nguyên bản giấy này vô. Đó, và mình cần phải tìm cái từ mà cái chỗ này nó yêu cầu ha. Kiểu như mình giải mã các bạn, ở bên đây nó có chữ Subterranodon. Đó, mình sẽ tìm đúng cái chữ này nhưng mà ở trong cái bảng tự cổ này ha. Bây giờ căng á, mình sẽ bắt đầu bằng chữ S trước đi. Chữ S là ui ui, đây chữ S nè. Cái mặt cười là chữ U. Có khi nào là từ này không ta? Ui chuẩn chuẩn các bạn ơi. Tính ra là mình chỉ cần tìm một vài cái từ kiểu như chủ chốt thôi hả. Từ tiếp theo là từ Flying. Chữ F là chữ gạch ngang có ba dấu chấm ở dưới đích. Ok, mình sẽ tìm đúng cái từ đó ha. Đây 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 đây. Chữ L là hình mặt cười nằm ngang. Ui chuẩn luôn. Ui đúng ta. Không không, cái này là fly trap các bạn ơi. Phải rồi. Ui hay là từ này ta. Ở trên này nè các bạn. Ui giống lắm nha. Ui chuẩn luôn. Yes. Còn một từ nữa thôi các bạn ơi. Giải mã từ cuối nào. Sandstone. Sandstone hả? Bắt đầu bằng chữ S tiếp đúng không. Chữ S thì ui à, nhiều chữ S quá ta. Chữ A đi, chữ A là hình giống như cái nốt nhạc vậy đó các bạn. Tìm thử coi, giống cái nốt nhạc hả? Ôi, có cái nào cái này không? Mà không phải, cái chữ đầu này là không phải chữ S. Ui, hay là từ này? Ui à, ui chật lắm rồi. Ê, 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 mình thấy từ này giống giống nè các bạn ơi. Đây, 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 đây. Chuẩn luôn, thành công rồi. Quay, tính ra là mình giải mấy cái ký tự cổ này cũng dữ phết đó chứ. Ngồi xào quần chắc cỡ 5 phút là được rồi các bạn ơi. Ngon. Và mình đã có được cây codec rồi các bạn ơi. Và có được cái văn tự này rồi thì mình sẽ kết hợp với những miếng giấy. Đó, mình sẽ tạo ra được một cái bản đồ ha, gọi là cave biome map. Ok, và hành trình đã bắt đầu. Nó mở ra cái thành tựu luôn kìa các bạn. Rồi, và cái bản đồ thì mình cần phải kích hoạt lên đúng không. Đây là lộ trình của chúng ta nè các bạn ơi. Wow, có vẻ là cũng căng á nha. Trên đường đi thì chúng ta có thể đi ngang khá là nhiều chỗ như là tổ nhện, sông băng giá, rừng tuyết linh sam thưa gì nữa cơ. Thú vị đây, dự là cái hành trình này sẽ rất là thú vị nha các bạn ơi. Các bạn có háo hức không? Ừ, nhưng mà trước khi đi thì để mình ngủ một giấc rồi sau đó mình sẽ chuẩn bị cho người bạn đồng hành cùng mình trong chuyến đi này cái đã. Đó chính là Triceratop. Hôm bữa tới giờ mình chỉ mới làm cho ẻm được cái yên thôi mà chưa có làm được giáp. Nên thôi hôm nay chắc là mình sẽ ráng làm cho Triceratop một cái bộ giáp đi ha. Là ẻm có thể đồng hành cùng mình trong cái chặng đường dài này mà cực kỳ an toàn luôn. Ok, và mục tiêu của mình đề ra trong chuyến đi qua địa ngục lần này sẽ là 3 phôi netherite nha. Mặc dù nó hơi nhiều nhưng mà cũng phải gán thôi các bạn ơi. Chưa gì là mình đã gặp được công trình rồi. Đó là một cái kim tự tháp các bạn à. Nhưng mà ở bên địa ngục, để xem nó có netherite bên trong hay không. Ê nhưng... Ê cái gì vậy? Trời 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 trời, con mũi. Ê. Ê da. Nó chích mình. Con mũi hả? Láo tét. À, để coi. Cái này là rương 7 các bạn ơi. Đó. Không khéo là bị nổ banh xác rồi. Và trong này thì không có netherite. Thôi không sao không sao.
tất cả chỉ là khởi đầu thôi. Mình nghĩ ơi ơi trời trời trời, con gách gần vậy, bắn nó luôn. Mình nghĩ đầu tiên mình nên tìm bách sành trước đi các bạn. Ví dụ mà trong bách sành khó tìm netherite quá thì mình hẳn đi đào ha, như vậy sẽ ổn hơn á. Ủa mà đây là dung dịch gì ta? Hả? Máu? Cái gì mà máu chảy thành dòng dữ vậy, thấy ghê rồi. Yêu. À, bạn nào có nhu cầu mua Roblox, Love Fruit cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận video á. Ok. Đây rồi, đây rồi. Cái bách sành đầu tiên. Mình đi đường vòng các bạn, hạn chế giao tranh. Ui ui. Đây đây, có rương luôn. Đi ra chỗ khác. Đừng có cản trở ta, không có cản bước được Lộc ra mình đâu. Để ta lấy rương coi nào. Mình muốn giảng hòa mà giảng hòa không được luôn các bạn ơi. Mấy cái thanh niên này cứ ép mình thôi. Bắn luôn. Bắn luôn. Cái cung này cũng có skill hay sao, mình thấy bắn nó cũng chí mạng nữa các bạn ơi. Đã ghê. Rồi, ổn. Mình thấy rồi nha. Có mảnh vỡ của đại các bạn ơi. Rồi đây. Bắn nè. Ngon lành cành me các bạn ơi. Nhưng mà cũng phải thật cẩn thận, tại vì trong này còn bích liên thông bảo các thứ, không đùa đâu. Ok, lấy mảnh vỡ cổ đại trước. Cave tablet mình cũng lấy luôn. Nâng cấp netherite nè. Còn cái rương cạnh bên. Ồ, rương này thì không có netherite à. Nhưng mà cạnh này vẫn còn căn phòng khác chứ rương các bạn ơi. Rương đôi tiếp. Ồ, nó chỉ cho mình cave tablet thôi, với lại mẫu rèn, chứ không có netherite nữa rồi. Vậy là còn chỗ trung tâm nữa thôi á. Ê, Bích Linh không bảo cầm hàng nóng như vậy. What the heck? Cái gì mà to mà dài hơn mình nữa. Trời đất ơi. Cái ghê. Yêu. Anh niên này nữa. Thôi. Né né các bạn ơi. Dài lắm, mình chịu không có nổi đâu. Ủa, không có rương hả? Hình như có. Nhưng mà chỉ có một cái rương thôi. Ở đây nè. Eo. Rương cùi lắm các bạn ơi. Rồi luôn rồi. Chắc phải đi tìm cái bách sành khác thôi. Ủi. Chỗ này sao lại có cái neo hồi sinh vậy ta? Ở đây có đá phát sáng không? Để mình nạp vô cái neo hồi sinh kia luôn các bạn. Miễn phí mà. Ngại gì mà không dùng. Nén lại thành cái khối đá phát sáng nha. Nhét vô. Ok. Vô tình kích hoạt luôn. Ừ mà trong này nó có dấu đồ không ta? Nghi lắm nha. À nó không giấu đồ các bạn. Tưởng đâu nó có giấu hàng nóng dưới này chứ. Úi. Mà cạnh cái chỗ neo hồi sinh còn có bao đầy. Ủa lộn, cái bách sinh nữa. Được đấy chứ. Ngon luôn. Để coi bách sinh này có khá hơn cái hồi nãy hay không á. Cái hồi nãy chỉ cho mình hai cái mảnh vỡ cổ đại thôi các bạn ạ. Rồi, tạm thời clear rồi đó. Ê, có nhiên. Một mảnh vỡ cổ đại và thêm một cây cúp chậm hỏng, tạm được. Ôi trời ơi, còn có spawner của Bích Linh ở kế bên đây nữa. Nè ní, có gì đây? Sách bảo vệ khỏi lửa, sống dữ. Ồ, bên này còn có thêm một ít đồ lặt vặt nữa nè. Lại thêm một cái bách sành nữa. Và liệu rằng cái này có vẻ khá là to các bạn ơi. Ủa kìa. Ê. What the hell. Ui, ngay cái bách sành này có cái con gì ở dưới các bạn ơi. Cái con giống như là con xương vậy đó. Con thuồn luồn xương. Nó mất tiêu rồi. Yêu. Nè. Ôi thôi, mình đi vô trong liền. Ở ngoài một hồi là nó táp mình đó. Không đùa đâu. Sợ quá. Trời, hú hí cái gì đây. Này thì hú hí hả. Hai tên đó hú hí cái gì các bạn à. Có vàng ở đây luôn nè. Lấy luôn. Ui, cái tên Bích Linh này. Ui. Mặc đồ đẹp vậy. Trời ơi, Bích Linh mà mặc đồ quá đẹp luôn á các bạn. Thấy mà ghét bắn luôn. Mặc đồ đẹp hơn mình hả? Rồi. Cẩn thận cái góc này nguy hiểm nha. Không đùa. Ui da. Sao nó trâu vậy? Mình phải núp ở đây hồi phục lại cái các bạn ơi. Rồi, tiếp tục thôi. Hình như là clear đó. Ơi, còn tên này. Đi luôn rồi. Nhiều bích liên như vậy thì trên này chắc chắn là chỗ chứa rương rồi. Chuẩn luôn. Ok, xử nốt cái thanh niên này cái đã. Cho clear hẳn đi.
Oh man, ở kia được cái cúp sửa chữa tạm ổn nhưng mà không có Netherite rồi. Hôm nay có vẻ không phải là ngày để chúng ta tìm Netherite trong Bastion rồi các bạn. Mình nghĩ là mình nên tìm bằng cách là đào ở dưới lòng đất đi. Hy vọng là đào trúng một cái khu mỏ nữa thì ngon. Tạm thời thì mình đã ở tầng thứ 13 rồi. Giờ thì cứ chia ra mà đào thôi các bạn. 3 days later. Nãy giờ mình đào mà nó không khả quan lắm. Đây. Nên là mình quyết định mình dùng cái cách khác các bạn ơi. Đó chính là mình sẽ đi kiếm thuốc kháng lửa. Sau đó mình sẽ xài một cái chích lọ ha. Kiếm thêm lọ nữa được không? Nãy giờ mới được có 2 lọ hả các bạn ơi. Hình như là không có thêm lọ thuốc nữa rồi. Thôi kệ. 2 lọ cũng đủ rồi các bạn. 6 phút. Vượt lên chính mình thôi. Ê! Trời ơi. Mém nữa là toang rồi. Mình quên mất. Trời ơi. Chúng ta phải có thêm thuốc nhìn trong bóng tối nữa các bạn ơi. Chung thôi nhảy xuống dưới có thấy cái gì đâu. Sẵn về nhà mình sẽ biến thuốc kháng lửa này thành 8 phút luôn ha. Xài cho nó lâu các bạn. Đây, có nhìn trong bóng tối rồi nè. Lộc đã trở lại và bây giờ nóc vô 2 lọ thuốc này một cái. Ok. Let's go. Và chúng ta sẽ bắt đầu. Ủa cũng không thấy gì luôn hả? What the heck? Ủa là thấy dữ chưa? Trời đất ơi. Ôi. Vậy cũng được hả? Mấy đây? 1. Có 2 không? Có 1 thôi các bạn ơi. Vậy cũng lượm được 1 quặng Netherite nữa. Vậy cách này cũng thất bại rồi. Thôi đi đào tiếp đi ông thần. Ngựa chứ không biết nữa. Đây rồi. Mày ui 2. Có 3 không? Oh no. Chỉ có 2 thôi nhưng mà không sao các bạn ơi. Giờ mình đã được 7 minh vỡ cổ đại rồi. Oh. 3 luôn à. Oh. Đây rồi. Cuối cùng chúng ta cũng đã đủ KPI rồi các bạn ơi. Đi về liền. Việc đầu tiên sau khi về nhà đó chính là chia mảnh vỡ cổ đại ra để nó nấu lên các bạn. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ chuẩn bị sắt để chúng ta làm 2 cái khiên ha. Cần thêm một chút gỗ. Mình sẽ dùng gỗ vân sam đi. Đổi ra bán nè. Và làm cái khiên. Ok, khiên đã có. Netherite thì cũng đã nấu xong. Bây giờ gom lại và chúng ta sẽ ở đây và chúng ta sẽ bắt đầu chế tạo thành foil Netherite ha. Vàng thì hồi nãy mình đổi hết trơn luôn rồi, trời đất ơi. Ok, lấy vàng trong rương cũng được. Mình sẽ làm được tổng cộng là 3 cái foil Netherite và từ đó vừa đủ để chúng ta làm ra được áo giáp cho Triceratops các bạn ạ. Wow, thích quá. Chuẩn bị nào. Lên giáp cho ẻm thôi các bạn ơi. Ngày này cuối cùng cũng tới rồi. Rồi đâu rồi, ẻm đâu ta? Úi, kem này thì chưa lớn nữa các bạn ơi. Qua giờ. Antatopela. Mình cũng đang hóng em lớn lắm luôn á. Bởi vì trong hình á, mình thấy ẻm cũng... không biết là khi lớn ẻm có thay đổi gì nhiều hay không á. Đáng chờ đợi nha. Rồi, giờ thì để mình qua đây mặc giáp cho Triceratops cái đã. Ẻm đang ngủ đúng không? Để em ngủ đi các bạn. Mình mặc trong thầm lặng ha. Úi, em thức luôn rồi. Nghe nói mặc giáp em thức liền các bạn à. Rồi vậy thì qua đây với anh. Qua đây. Sau đó thì mặc giáp lên. Ủa? À đây nè. Wow. Cái màu giáp á các bạn khá là tông sẹt tông với cả cái màu da của em. Ôi và hai cái khiên kia mình biết đặt ở đâu rồi. Đặt ở phía trên cái phần đầu của em kìa các bạn ơi. Thì ra là vậy. Mặc dù không có gì thay đổi nhiều các bạn, nhưng mà mình nghĩ với cái bộ giáp này thì em sẽ trâu hơn khá là nhiều nha. Đó gần như là gấp đôi giáp các bạn. Chiến đấu chắc sẽ tốt hơn đây. Quá đã luôn. Thôi ngủ đi cưng. Anh cũng vô ngủ cái đã. À không, ngủ với khủng long luôn cũng được các bạn. Mà mình vào thiên nhiên đồ các thứ, khủng long đồ các thứ ha. Đặt ba lô xuống, ngủ thôi. Sáng dậy cái cửa em đi luôn à. À mà thôi, lỡ ở đây rồi chắc mình cũng gán đợi thêm tí nữa. Em này cũng sắp lớn rồi các bạn. Đợi em lớn luôn đi ha. Tí nữa thì mình quên rồi.
mình cần phải chuẩn bị thêm thức ăn đồ các thứ nữa chứ. À để coi coi. Ồ, ăn cà rốt vàng cũng được ấy. Hồi nãy mình qua địa ngục mình mang về khá là nhiều cà rốt vàng các bạn ơi. Ăn tạm đi ha. Cúp thì mình có thể ghép vào cái dòng sửa chữa luôn. Đó, tốn có 6 cấp, sẵn sửa full độ bền ha. Ra ngoài ruộng, gặt thêm một tí lúa nữa, mang theo dọc đường. Có gì cho cái em Triceratops ăn nữa là ok ha. Việc cuối cùng là ngắm kèm cũng lòng lớn cái nữa thôi các bạn ơi. 10 giây đếm ngược nữa thôi. Các bạn dự đoán em này sẽ cao cỡ bao nhiêu không? Mình đoán là em sẽ cao cỡ ngang ngang mình đó các bạn. Không nhỏ đâu. Và... ôi thiệt, ngang ngang mình luôn nè. Và khi lớn á các bạn, trời ơi cái phần đuôi của em á mọc theo chiều ngang khá là nhiều ha. Wow, lượng giáp thì không có thay đổi gì nhiều lắm. Kích thước cũng vậy ha. Chỉ được cái là thêm cái phần vảy ở đuôi thôi. Có điều hơi đáng tiếc một chỗ là mấy cái em gần đây mình hồi sinh nó không có em nào cho mình cưỡi hết. Ồ, hơi buồn ha. Nhưng mà thôi, giờ thì mình cũng đã ngắm khủng long bự xong rồi. Mình sẽ tranh thủ lên đường cho sớm các bạn ơi. Em kia né né ra nha. Triceratops hút một cái là ha, dằn vô tới trong nhà đó. Ok, đóng cửa lại các bạn cho chắc. Rồi, lên đường thôi Triceratops. Bản đồ thì hướng đi hiện tại thì chúng ta cần phải đi về hướng này nè các bạn. Primal Cave, kiểu như là một cái hang nguyên thủy hả? Không biết mình dịch có đúng không nữa, nhưng mà cứ qua đó trước đi. Ý, nhưng mà giờ mới để ý ta, cái hồ dầu gần đây cỡ gài không xuất hiện con quái vật nữa các bạn à. Mình săn nó mình sẽ được những cái ta fossil á. Mà không có thấy nó gì trơn, chắc là nó rén rồi. Chắc vậy quá. Ui, nhưng mà mình đi kiểu vậy chắc ít hôm nữa lên báo luôn các bạn ơi. Phá rừng dã man luôn á, trời đất ơi. Em Triceratops đi tới đâu là cây nào cây nấy ha, nằm xái lai hết trơn nè. Đó, cây bự cây nhỏ gì cũng nằm một đống hết các bạn à. Sang phẳng muốn hết cái khu này luôn. Ui ui ui. Ôi trời, ở đây có mấy em khủng long. Khủng long baby. Kìa, rất là nhỏ luôn á. Trời ơi, hút nhỏ văng lên trời luôn. Tội nghiệp. Hiện tại thì mình vẫn chưa có nhúc nhích gì ở trên cái bản đồ ở trên các bạn à. Ờ, chắc là phải đi xa nữa đây. Mình nghĩ là cái hang nguyên thủy này á, nó cũng phải xa nơi ở mình, chắc cũng cái mấy ngàn ô á, chứ không ít đâu. Trên đường đi mình còn phát hiện ra một cái khu vực gì nè các bạn ơi. Hả? Làng hả? Ờ. Mình không rõ nữa. Ở đây bị bỏ hoang rồi. Kiến trúc thì giống như là bị tàn phá theo thời gian các bạn. Chắc là cái này là ngôi làng nguyên thủy quá. Xây bằng đá không à. Nè, ở dưới này còn có cái bức tượng gì nữa nè. What the heck. Vẫn còn một ít cái đồ lặt vặt ở trong này ha. Chắc vậy rồi. Ok. Bên này thì sao? Cũng bị bỏ hoang nốt luôn. Ê, nhưng mà có kiện rơm ngon nè. Được á, lấy kiện rơm làm lương thực dự trữ cho chuyến đi này ha. Cạnh đây thì có cái người giữ cổng thôi. Và hiện tại chúng ta vẫn chưa di chuyển gì ở trên cái bản đồ này hết. Có vẻ dự đoán của mình là khá là chính xác rồi đó. Cái nơi này nó cực kỳ xa chỗ của mình luôn các bạn ơi. Hay à, đây dự là một chuyến đi dài ngày đây. Ô ô ô ô ô. Anh Enderman khỏe không anh? Ui ui, khỏe không anh? Khỏe không anh? Anh khỏe không? Ui, có vẻ anh hết khỏe rồi các bạn. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhé. Ui ui ui. Ô, mình bắt đầu di chuyển ở trên cái bản đồ rồi các bạn ơi. Cuối cùng cũng tới rồi. Nice. Ây da. Con nào? Con này á. Ui, bắn ai? Hả hả? Dám bắn Triceratops à? Con xương này liệu. Dám cà khịa anh đại. Rồi rồi rồi. Primal Cave hiện tại đang ở phía dưới của cái khu vực sông băng này nè các bạn à. Nếu như mình đoán không lầm. Ok, và bây giờ công việc của mình là sẽ tìm một cái góc nào đó ổn ổn tí. Sau đó thì đưa em khủng long vô trong cái thùng này để mình có thể dẫn em xuống dưới lòng đất á các bạn.
Chứ bây giờ mà đào một cái hố đủ to để đưa em xuống dưới thì chắc mất mấy ngày á. Rồi, em vô trong rồi. Rồi, mình sẽ tiến hành đào xuống dưới ha. Ngay đây luôn đi, có đá sẵn nè. Ok, đây sẽ là đường xuống trong tương lai luôn ha. Hồi hộp quá các bạn ơi. Hang động nguyên thủy, nghe thôi là thấy hấp dẫn rồi đó. Ui, nói sao các bạn ơi. Ồ, mau tới vậy hả? Ê, mình bắt đầu nghe âm thanh. Ui, có nước luôn. Hả? Ôi trời, cái chỗ này nó lộ thiên hả? Đây là những loài tiền sử nè các bạn. Ui, ui, trời, cẩn thận. Vậy là chắc mình phải đào sâu hơn nữa cơ. Mình sẽ thử đào xéo qua bên đây một tí ha. Mình sắp trở về thời cổ đại rồi các bạn à. Ôi, liệu rằng ở dưới này còn thêm những cái loài khủng long gì khác hay không? Háo hức nha. Ê, cẩn thận, khúc này là bắt đầu có cát rồi nè. Mình nghe tiếng chim chóc đồ cái thứ nhiều lắm. Ui, Amber, ở đây có cái khối Amber luôn nè. Hình như đây là cái kén của cái con Encrusted gì đó các bạn. Đúng không? Amber Soul. Mình có thể lấy về được luôn nha. Nó phát sáng kia kìa. Wow, xịn nha. Đây hẳn là một cái thế giới ở dưới lòng đất luôn á các bạn. Ui. Không sao. Chúa phù hộ em nha. Đây thật sự là cả một cái thế giới khác luôn á các bạn à. Mà nó ẩn sâu ở dưới lòng đất á. Kia là những cái cây từ thời cổ đại tới giờ cơ. Uầy, trông dị hợm thiệt sự luôn ấy. Mình sẽ... Ê, ở dưới còn có công trình gì nữa. Ồ, người nguyên thủy hay sao? Ê, cái gì á? Ê, hình như mình đào cái này nó rơi ra hóa thạch hay sao các bạn ơi. Hồi nãy mình mới thấy cái gì đó nó rơi xuống. Ui, trời. Kia là loài gì vậy? Ui, một loài khủng long thời cổ đại nè. Wow. Để mình coi kia là cái gì nha. Hình như nó là một cái loại DNA hay cái gì á. Đúng không? Ồ, nó là Amber Curiosity. Dùng để chế tạo đồ. Kia là khủng long. Ui dồi ôi, ở đây thật sự là có vẫn còn khủng long tồn tại các bạn ạ. Nhiều là đằng khác luôn nha. Wow, thích dễ man luôn. Đây thì chắc là nhà của người ta hay sao các bạn ơi. Mình thấy còn kiện rơm nè. Không biết còn người nguyên thủy ở đây không nữa. Tò mò nha. Ủa, đằng kia còn có cái núi lửa gì to vậy. Rồi cái nhà cái núi lửa luôn. Trong này thì có một vài khối amber thôi. Còn có cái mảnh của khủng long nè. Wow, có những cây sờ bia và dinosaur nugget. Mấy cái này mình có thể ăn ha. Nó giống như một cái dạng bánh gì đó các bạn. Được á. Vô thế giới cổ đại mình cũng nên ăn đồ ăn cổ đại đi ha. Trong này tiếp tục là những cái shea. Cái này thì dùng để làm bình gốm hay sao ấy chứ. Có da nữa nè. Wow. Thú vị các bạn ơi. Và không biết khủng long ở cái vùng này có thân thiện hay không nữa. Quá nhiều thứ mới ở trong này luôn á. Mà cũng thích thiệt. Đây là Grotosaurus các bạn ơi. Khủng long nhưng mà có cái cặp sừng hình chữ Y ha. Trông cũng khá là đẹp và có nét gì đó giống Triceratops của mình. Đúng rồi, mình nên đưa Triceratops ra ngoài để mình cưỡi ha. Bộ chi cho mệt. Sẵn tiện cho em tham quan cái thế giới này luôn. Mình nghĩ cái khu này là sẽ rất là phù hợp cho Triceratops á. Kiểu như về đúng cái môi trường cổ đại của em. Ok, cho em đi dạo ở đây một tí ha. Còn em thích thú chứ kìa. Ê, đừng phá rừng cưng. Mang tiếng đó. Cánh rừng này còn nguyên sơ lắm các bạn ơi. Và ở đây mình không thấy zombie đồ các thứ ha. Cũng khá là yên bình ấy. Còn kia là cái loại gì? Chưa. Mình sẽ cưỡi Triceratops vào đó coi thử các bạn. Mình thấy cái loại này trông có vẻ cũng khá là hiền á. Không có hung dữ đâu. Em này có tên là Subterranodon. Wow, coi đẹp chứ cơ. Ê, định làm gì em nó đó. Ui, bay à. Khá là nhút nhát các bạn ơi. Vậy là nãy giờ chúng ta đã gặp được hai loài khủng long rồi á. Mình sẽ tiếp tục đi khám phá xung quanh đây.
Coi coi còn gặp thêm loài khác gì không. Ủa không biết là mấy cái cục kia nó có công dụng gì hết mà nó phát sáng hoài à. Ui cái hang này to lắm. Mình thấy trên bản đồ nó cả là một cái vùng đất luôn á các bạn ơi, chứ không đùa đâu. Ồ mình sẽ băng qua bên đây thử coi. Ui. Ui. Có trứng khủng long hay sao nè. Ui. Ê, cái em này mắc kẹt. Ủa. Ui sao mình làm. Ê sao mình tem được mấy em này hết trơn luôn rồi nè. Ui. Nguyên một cái đàn Super Ranodon này mình tem được hết luôn rồi các bạn ơi. Ví dụ mình đi mấy em có bay theo mình không? Hình như mấy em còn nhỏ nên là không có bay theo mình được. Ui dồi ôi. Trời đất ơi. Mình có thể ra lệnh cho mấy em rồi nè. Còn mấy em ngồi đây đi nha, đợi mẹ về nha. Đừng có bay lung tung, đừng có bay lung tung. Em này lì vậy ta. Mình sẽ ẵm em đem lên trên các bạn. vô tình, tất cả chỉ là vô tình thôi. Trời ơi. Nguyên một đàn luôn. Ảo thật đấy các bạn à. Vậy là bây giờ mình làm mẹ khủng long rồi. Không biết mẹ của mấy em này. À chắc là mẹ của mấy em này đi qua bên kia kiếm ăn rồi. Mình cứ để mấy em ở đây ha. Ngồi yên nhà. Khi nào mình trở lại cái vùng này mình sẽ qua thăm mấy em ha. Rồi ở đây đợi mẹ về đi. Cái nhóc này sao ra đây rồi. Kìa kìa kìa, chuẩn bị về cho con ăn hay sao rồi đó. Ủa rồi em khủng long mình đâu rồi. Ê. Ôi trời 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 trời, em lên em định qua cái thác em chơi các bạn ơi. Thôi đi chung với anh đi. Đi hồi lạc đó. Vô đây mà lạc mất em Triceratop là ha, buồn hiu luôn á nha. Wow. Công nhận hang động thời nguyên thủy. Quả thật thích thiệt các bạn ơi. Ồ, rất liên bình luôn á nãy giờ. Nè ở đây còn có cái tổ của Pteranodon nữa nè. Nở nữa rồi cơ. Ôi ôi ôi. Mình không muốn quăng bến mình. Mình kiểu như làm mẹ khủng long nữa đâu. Trời đất ơi, không hiểu sao mấy em chịu nhận mình luôn á. Ừ. Ôi, ôi. Ui ui, có em khủng long đang bị nhung nham đốt kìa. Ôi no. Ê, mình cần phải ngăn chặn cái dòng nhung nham kia. Ê. Nguy hiểm quá. Cố lên khủng long. Ok ok. Hình như em chạy ra ngoài được rồi các bạn ơi. Ui may quá, mình tới đây kịp các bạn, không thôi khủng long đã bị nhung nham thiêu rụi rồi. Chỗ này cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nha. Ủa chỗ này hơi cao nha, từ từ. Hồi đầy máu. Hồi đầy máu mới dám nhảy xuống các bạn ơi. Ui da. Ok. Bên kia là khu vực gì nữa vậy? Oh. Có nhiều thứ mới lạ đối với mình lắm nha. Ủa nhưng mà ở đây hình như không có khủng long bạo chúa, hay là những cái loài khủng long ăn thịt hay sao á. Nãy giờ mình không thấy luôn á. Ồ. Ok, tạm thời Triceratops ở đây đi. Anh qua bên kia một tí. Mình sẽ coi thử coi đây là khu vực gì. Mình thấy bên trong nó cũng có rương hay là một vài cái thứ khá là kỳ lạ các bạn ơi. Ồ. Ồ. Ủa cái nhà. Ồ. Đây là cái nhà các bạn ơi. Ờ hả. Ủa gì nãy mình thấy cái giống cái rương là cái nào ta? Bên này à? Mình trèo lên. Ôi cái này ở có cái rương thiệt nè. Cũng có da các thứ cho mình và thêm rất là nhiều spear nữa. Cũng như là cave tablet. Chắc là cái ngôn ngữ cổ á, là từ đây xuất phát ra các bạn à. Mình đoán vậy. Và mình sẽ thử đi thêm vài vòng nữa coi. Xem coi có gặp loài khủng long ăn thịt nào hay không á. Sao kỹ ta, không có loài khủng long ăn thịt nào luôn à. Yên bình tới vậy sao. Hơi vô lý nha. Có vẻ là thiệt đó các bạn ơi. Hình như ở đây không có khủng long ăn thịt. Ê. Ờ. Ôi. Ôi ôi. Có rồi có rồi. Ui da, ở đây có nguyên một đàn khủng long luôn. Ê. Dám hội đồng Triceratops rồi nữa. Đây là loài và lâm rắp to. Yêu. Ôi nhỏ mà hung ăn ghê luôn á. Mấy cái con này là nó tấn công theo bầy đàn các bạn ơi.
Ui, còn một con nè. Ok, mình đã xử hết rồi. Bây giờ mới gặp. Ok, khủng long của mình đang bị mất máu, mình sẽ cho em ăn tí cái đó. Rồi, trong lúc chờ đợi em ăn thì mình sẽ quan sát xung quanh á. Ủa? Thằng kia có mấy em ở bên thế giới thường nữa cơ. Hả? Em đâu lạc trôi dưới này vậy? Và thêm một cái ngọn núi lửa nữa các bạn ơi. Tính ra là ở đây không phải những cái loài khủng long to là nguy hiểm đâu các bạn. Có những loài nhìn thì nhỏ nhỏ thôi nhưng mà cũng rất là nguy hiểm nha. Nên là mình phải đề phòng mới được á. Đừng có thấy dễ thương mà lại gần. Đó 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 đó, nữa nè. Là đây. Là đây. Nhỏ mà sung hả? Này nhỏ mà sung nè. Mình sẽ kêu khủng long của mình thất tung luôn đó. Một một thì đâu có sợ đâu các bạn. Triceratops mình mới mặc giáp mà. Ok, biết thêm được một loài khủng long nữa. Mình nghĩ nếu mà chịu khám phá thì mình sẽ còn biết thêm nhiều thứ thú vị ở cái khu vực cái hang nguyên thủy này các bạn ơi. Hôm nay coi như là dạo đầu thôi ha. Đi sơ sơ qua để biết một chút ít về địa hình. Từ từ rồi cũng sẽ có những chuyến thám hiểm kiểu như chuyên sâu hơn ở bên cái hang động này ha. Wow, chắc hết rồi đó. Nãy giờ mình đi được vòng rồi đó các bạn. Sau chuyến đi vừa rồi thì mình thấy kiến thức của mình về cái hang động kia có vẻ là còn rất là ít các bạn à. Chắc là mình phải bồi dưỡng thêm mới được. Bằng cách là mình sẽ lên trên nhà mình đọc sách. Ủa đúng ta, cái cuốn sách lần trước là mình để ở dưới. Ở đây nè, ở dưới. Ok, mình mở ra mình đọc thử coi. Chả nhẽ là mình phải dùng một cái cave tablet để mình mở khóa kiến thức trong cuốn sách ta. Dám lắm á các bạn à. Tiếp tục nghiên cứu thôi các bạn ơi. Ủa cái chữ này có vẻ khó nha. Ủa già chữ mới. Ồ, hình như là chữ này hay sao nè. Mình thấy chữ tờ là giống như cái góc vuông á các bạn. Thử nha. Chuẩn luôn. Một phát ăn luôn các bạn. Từ tiếp theo là Velociraptor. Tên của một loài khủng long. Đây chăng. Nè. Chữ A hình nốt nhạc nè. Ui, chuẩn rồi các bạn. Tiếp theo là từ cây giáo Spear. Spear hả? Ê, hey, sao giống chỗ này vậy ta? À, không phải. Chữ B là nó sẽ có chữ Y với dấu chấm than. Ui, chuẩn luôn rồi. Ui, ghét là mình muốn hiểu văn tự cổ luôn các bạn ơi. Được nha. Rồi, mình sẽ thay vì chế tạo bản đồ, mình sẽ dùng luôn. Ok, bây giờ nè, kiến thức của mình đã mở ra ở trong cuốn sách này rồi. Wow. Ui, ở đây nó để hình con khủng long gì giống khủng long bạo chúa vậy? Còn giới thiệu. Nó sẽ giới thiệu sơ qua cho mình về cái thảm thực vật ở đây hay sao nè. Đầu tiên là cái khói Ambersol ha. Cái khói màu nãy phát sáng các bạn. Còn đây là cái cây ở trong cái cánh rừng cổ xưa. Ok. Tiếp tục. Ủa hết hả? Ok, có 4 trang vậy. Tiếp theo. Ủa tiếp theo không có. Rồi, vậy là trong thời gian rảnh mình sẽ tận dụng nốt số cave tablet còn lại là 5 cái để chúng ta học thêm kiến thức về Raminal Cave này ha. Mình nghĩ đây chính là một cái hang động rất là thú vị để chúng ta có thể khám phá trong tương lai á. Và các bạn thấy hang động đó như thế nào? Hãy cho mình biết cảm nhận của các bạn ở dưới phần bình luận nha. À, mà bạn nào có nhu cầu mạc Roblox, Lovefruit cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lộc nha. Link shop ở dưới phần bình luận. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình thời đại khủng long. Bye bye.